Nga Vũ xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, mùng 2 tháng 3. Sau đây là những tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Miền Bắc mưa rét đầu tháng 3, có nơi dưới 5 độ C. Cà Mau nỗ lực giảm thiểu sụt lún, sạt lở đất trong mùa khô. 7 trung tâm ở Thái Lan làm mưa nhân tạo chống hạn và ô nhiễm. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những tin tức cập nhật về tình hình thời tiết tại miền Bắc. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 1 tháng 3, miền Bắc tiếp diễn mưa rét, vùng núi khu vực Đồng bằng Bắc Bộ rét hại với nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 5 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Ngày 1 tháng 3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại và khả năng kéo dài đến ngày 2 tháng 3. Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày và đêm ngày 1 tháng 3 ở vùng núi phía Bắc, khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 7 đến 10 độ, có nơi dưới 5 độ. Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ từ 10 đến 12 độ. Bắc Trung Bộ từ 13 đến 16 độ. Ngày và đêm mùng 2 tháng 3, ở vùng núi phía Bắc khu vực Bắc Bộ, dao động từ 8 đến 10 độ, có nơi dưới 5 độ. Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ từ 11 đến 13 độ. Bắc Trung Bộ từ 14 đến 16 độ. Cũng theo cơ quan khí tượng, ngày mùng 1 tháng 3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ. Từ sáng sớm ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 3, Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thưa quý vị, dù chỉ mới bước vào mùa khô khoảng 2 tháng, nhưng đường xá ở vùng ngọt, tức là khu vực không có nước mặn, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau đã bị hư hỏng nhiều do sụt lún, sạt lở. Ngành chức năng cùng nhân dân địa phương đang nỗ lực khắc phục. Ông Nguyễn Minh Nhất, Bí thư huyện ủy Trần Văn Thời cho biết, sau gần 2 tuần quyết liệt tìm kiếm giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở, sụt lún đất, chính quyền và nhân dân địa phương đã thực hiện nhiều phần việc nhằm giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất. Tính đến nay, toàn huyện Trần Văn Thời đã hoàn thành xong việc lắp đặt biển báo hạ tải trọng các tuyến đường mặt lộ từ 2,5 đến 3 mét tại các xã thị trấn. Các vị trí sạt lở, sụt lún đất cũng được răng dây và cắm biển cảnh báo. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng các xã thị trấn tại vùng ngọt Trần Văn Thời phối hợp với người dân địa phương tiến hành cắt tỉa cành, nhánh của gần 2.900 cây có nguy cơ bị đổ ngã, gây sạt lở, sụt lún tại các tuyến đường với tổng chiều dài gần 140 km. Gia cố bằng kè, xịa, cây trống và khắc phục sạt lở, sụt lún được gần 5 km, di rời hàng chục điểm tập kết vật liệu xây dựng, cừ, tràm, ven tuyến kênh rạch. Trước đó, thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời, từ đầu năm 2024 đến nay, tại 9 xã thị trấn trên địa bàn huyện đã xảy ra 407 vị trí sụt lún, sạt lở đất với tổng chiều dài hơn 10,6 km, làm hư hỏng hơn 7,7 km lộ bê tông và một số hạ tầng nông thôn khác do nhà nước đầu tư, thiệt hại ước tính hơn 13,7 tỷ đồng. Để ứng phó sau khi khảo sát thực tế, lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo chính quyền huyện Trần Văn Thời tăng cường các biện pháp phòng chống sạt lở, sụt lún đất, bảo vệ công trình xây dựng và kết cấu hạ tầng giao thông. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, huyện ủy Trần Văn Thời đã ban hành văn bản về việc tăng cường các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả do hạn hán và xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách trong những tháng mùa khô. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý trên thế giới. Mới đây, chính phủ Thái Lan cho biết chương trình tạo mưa hàng năm bắt đầu vào ngày 29 tháng 2 với 7 trung tâm được thành lập trên khắp đất nước để tăng cường sự phối hợp giữa các tỉnh. 24 máy bay của Cục Hàng không Nông nghiệp và Tạo mưa cùng 6 máy bay phản lực của Không quân Hoàng gia Thái Lan được huy động để tạo mây. Bộ trưởng Nông nghiệp Thái Lan Thammanat Prompao nhấn mạnh, việc tạo mưa là cần thiết để giảm bớt tác động của biến đổi khí hậu đối với ngành nông nghiệp, cũng như ngăn ngừa mây đá và cháy rừng ở một số khu vực. Mưa nhân tạo cũng giúp giảm bớt vấn đề ô nhiễm dai dẳng như khói bụi và bụi mịn PM2.5. Hoạt động tạo mưa còn bổ sung nguồn nước cho các hồ chứa và đập để sử dụng cho nông nghiệp. Mùa hè của Thái Lan chính thức bắt đầu từ ngày 21 tháng 2 và kéo dài đến giữa tháng 5. Các nhà dự báo thời tiết cho biết Thái Lan sẽ phải đối mặt với một mùa hè khắc nghiệt. Dự báo nhiệt độ sẽ tăng cao tới 44,5 độ ở một số khu vực. Sự kết hợp giữa độ ẩm, gió cùng với các yếu tố khác vào năm ngoái đã đẩy nhiệt độ mùa hè lên mức kỷ lục trên 50 độ ở nhiều nơi. Bangkok, Chiang Mai và một số thành phố khác phải chật vật với chất lượng không khí kém trong những năm gần đây. Tình trạng ô nhiễm có xu hướng nghiêm trọng hơn vào mùa khô bắt đầu từ tháng 12,
phần lớn do đốt rơm rạ, cháy rừng ở các nước láng giềng và khí thải từ phương tiện giao thông. Tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên cả ba miền trong đêm nay và ngày mai. Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm, có nơi rét hại. Trung Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nam Bộ, có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm, có nơi rét hại. Riêng khu vực Tây Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ. Riêng khu vực Điện Biên Lai Châu từ 22 đến 25 độ, có nơi trên 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ, vùng núi từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 13 đến 16 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa và mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi. Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc từ 13 đến 16 độ, phía Nam từ 17 đến 20 độ. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc từ 16 đến 19 độ, phía Nam từ 20 đến 23 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Riêng miền Đông từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Quần đảo Hoàng Sa, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong đêm nay và ngày mai. Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 16 độ. Thành phố Vinh có mưa, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ. Thành phố Huế có mưa, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Thành phố Đà Nẵng mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Thành phố Hồ Chí Minh ít mây, trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Vâng, vẫn tiếp tục rét tại miền Bắc, vậy nên quý vị khán giả hãy nhớ chú ý giữ ấm khi ra ngoài hay phải lao động ngoài trời. Sử dụng những thực phẩm có khả năng giữ ấm cho cơ thể, nhất là người già và trẻ nhỏ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai, ngày 2 tháng 3. Quý vị và các bạn chú ý đón xem. Xin kính chào và hẹn gặp lại.